Ngày 7 tháng 10, bà Thái Thị Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, đơn vị này đang làm báo cáo về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trong đợt mưa lũ năm 2020 trên địa bàn để gửi Bộ Công an. Theo bà Châu, đơn vị sẽ làm báo cáo gửi Bộ Công an dựa trên văn bản xác nhận trên và dựa trên thực tế những gì đã nhận từ vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên cũng như thực tế hoạt động từ thiện đã diễn ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 3 tháng 11 năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên về huyện Hưng Nguyên trao quà cho 458 hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền là 2 tỷ 320 triệu đồng. Theo bà Châu, trước khi vợ chồng Công Vinh về trao tiền cho người dân, các cơ quan chức năng của huyện Hưng Nguyên đã phối hợp lựa chọn ra những hộ thực sự khó khăn và bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ gây ra để lập danh sách nhận quà. Danh sách người dân nhận tiền hỗ trợ từ xóm xã có phiếu nhận cụ thể, người dân của xóm xã nào nhận tiền được xóm xã đó quản lý và phát phiếu để tránh nhầm lẫn, sai sót hoặc phát thừa. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, huyện này đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ của đoàn ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện năm 2020. Sau khi nhận được văn bản từ Bộ Công an, địa phương này đã giao cho các xóm xã có người dân nhận tiền từ đoàn ca sĩ Thủy Tiên rà soát lại danh sách, thông tin, số tiền nhận được để có cơ sở báo cáo ra Bộ Công an. Tại huyện Thanh Chương, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên về huyện này trao quà ngày 3 tháng 11 năm 2020 cho hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt với tổng số tiền là 5 tỷ 189 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương này còn được tài trợ xây dựng 2 cầu dân sinh bị sập do lũ với trị giá là 1,5 tỷ đồng, tặng 10 xuồng cứu hộ trị giá 200 triệu đồng cho các xã thường xuyên bị ngập lụt.